các em đến với bài giảng sinh học 8. Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng khởi động nhé. Các em quan sát hình ảnh và cho cô biết khi nhìn những hình ảnh sau, em thấy có hiện tượng gì? Các em có hiện tượng gì rồi nào? Thấy tiết nước bọt đúng không nào, khi thấy một món ăn yêu thích cũng như là xoài, cóc, me, vân vân. Hoặc là các em thấy khi mà tay của ta sờ vào bọt nóng thì tay ta rút lại, hoặc là khi mà mình bị ngứa chỗ nào thì mình tự nhiên đưa tay lên để gãi, thì toàn bộ những cái hiện tượng này người ta gọi đó là phản xạ. Vậy thì phản xạ là gì, yếu tố nào tạo nên phản xạ? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Các em được tìm hiểu bài 6, phản xạ. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các trọng tâm chính như sau. Các em tìm hiểu hai phần chính. Thứ nhất là cấu tạo và chức năng của neuron. Thì phần này trong lệnh tam giác, trang 21 sách giáo khoa được giảm tải, nên trong bài giảng cô sẽ không đề cập tới. Phần 2 la mã là cung phản xạ. Trong 1 la mã, chúng ta tìm hai vấn nội dung, đó là cấu tạo và chức năng. Phần cung phản xạ thì các em tìm hiểu thứ nhất là phản xạ là gì. Thứ hai, cung phản xạ, lệnh tam giác, trang 21. Thì phần này được giảm tải, cho nên cô cũng không đặt câu hỏi cho phần này. Phần 3 là vòng phản xạ, thì phần này các em sẽ tự tìm hiểu. Do đó trong bài giảng cô sẽ không nói đến. Bây giờ các em tìm hiểu phần 1 la mã trước, cấu tạo và chức năng của neuron. Thì bây giờ các em quan sát lại hình 4.4 và nhắc lại cho cô thành phần cấu tạo của mô thần kinh. Thằng này các em đã được học ở bài số 4 rồi. Chắc hẳn các em còn nhớ mô thần kinh về cấu tạo là gồm có tế bào thần kinh, tế bào thần kinh hay còn gọi là neuron, và các tế bào thần kinh đệm. Đây, các tế bào thần kinh đệm hay còn gọi là thần kinh giao cảm. Vậy thì chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của neuron là gì. Chúng ta tiếp tục. Tìm hiểu về cấu tạo thì các em quan sát hình cô gửi đưa lên màn hình. Đây là hình 43.1 có trong sách giáo khoa. Hình này các em dễ theo dõi rõ hơn. Và các em tiếp tục quan sát hình và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 20. Hãy mô tả cấu tạo của một neuron điển hình. Vậy thì cấu tạo của một neuron điển hình sẽ gồm có các thành phần chính. Thứ nhất là thân. Thì thân, hình thân các bạn thấy là dạng hình sao, có nhân, xung quanh có tua ngắn gọi là sợi nhánh. Thứ hai là tua dài gọi là sợi trục, thì có bao myelin bao quanh, và tận cùng phân nhánh có các cúc xí, synapse. Cúc synapse tức là nơi để nối các neuron này với neuron khác. Ta tìm hiểu phần 2 nhỏ là chức năng của neuron. Tiếp tục quan sát hình và nghiên cứu thông tin cho cô biết neuron có chức năng gì. Các em đã tìm ra được kiến thức câu trả lời. Chức năng chính của neuron đó là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Thì cảm ứng tức là tiếp nhận kích thích và phản ứng lại bằng cách phát sinh xung thần kinh. Còn dẫn truyền, xung thần kinh lan truyền theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc nơi tiếp nhận về thân neuron và truyền đi dọc theo sợi trục. Thì đây là chức năng chính của neuron. Các em tiếp tục
quan sát hình và nghiên cứu thông tin có trong sách giáo khoa cho cô biết có mấy loại neuron. Cô tin chắc các em đã tìm ra được có 3 loại neuron chính, đó là neuron hướng tâm, neuron trung gian và neuron ly tâm. Vậy thì mỗi loại neuron này có vị trí ở đâu và chức năng gì? Thì chúng ta sẽ được cô giới thiệu tiếp theo. Đây là bảng phân biệt các loại neuron về vị trí và chức năng. Thì thứ nhất, neuron hướng tâm, vị trí là thân nằm bên ngoài trung ương thần kinh, có chức năng là truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh. Neuron trung gian là nằm trong trung ương thần kinh, chức năng là liên hệ giữa các neuron. Neuron ly tâm thì nằm trong trung ương thần kinh, sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng và có chức năng đó là truyền xung thần kinh từ trung ương tới cơ quan phản ứng. Các em chốt lại kiến thức phần 1 La Mã. 1. Cấu tạo. Neuron gồm có thân là chứa nhân, tua có tua ngắn gọi là sợi nhánh, phân nhánh, tua dài gọi là sợi trục có bao myelin, tận cùng là cúp synap. 2. Nhỏ là chức năng. Chức năng của neuron có hai chức năng chính, đó là cảm ứng và dẫn truyền. Các em ghi nội dung kiến thức vào vở nhé. Chúng ta sang tìm hiểu phần 2 La Mã cung phản xạ. Một nhỏ, phản xạ. Bây giờ các em quan sát hình cho cô. Và hình thứ nhất, ta thấy khi chạm tay vào vật nóng thì ta có hiện tượng gì, có phản ứng gì xảy ra? Đó là tay ta có phản ứng là rụt tay lại, đúng không? Khi đụng vào vật nóng, rụt tay lại. Tiếp tục hình thứ hai, các em quan sát, các em thấy khi nhìn thấy quả me hoặc quả chanh thì các em sẽ thấy có hiện tượng gì? Đó là có hiện tượng tiết nước bọt. Tiếp tục cái hình số 3, khi đi đường tham gia giao thông mà gặp đèn đỏ thì chúng ta có phản ứng gì các em? Đó là tự động chúng ta sẽ dừng xe lại ngay vậy. Vì toàn bộ các cái phản ứng mà chúng ta vừa theo dõi thì đó gọi là phản xạ. Vậy thì dựa vào thông tin và kiến thức của mình, em cho cô biết phản xạ là gì? Chắc các em đã có câu trả lời. Phản xạ chính là phản ứng của cơ thể để trả lời kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Thì đây là phản xạ. Giới thiệu với các em, đây là cây hoa trinh nữ. Chắc các em cũng biết cây này phải không? Khi chúng ta đụng vào cơ thể thì nó có hiện tượng là cụp cái lá lại. Đó là gọi là hiện tượng cảm ứng. Vậy bây giờ các em sẽ phân biệt cho cô nêu sự khác nhau hay là khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật. Thì lúc nãy cô lấy ví dụ như là chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại. Thì cái hiện tượng này gọi là hiện tượng cảm ứng. Các em suy nghĩ trả lời câu hỏi chưa? Cô chốt đáp án. Phản xạ ở động vật thì các em biết rằng là đối với động vật thì cái phần phản xạ này nó có sự tham gia của cái hệ thần kinh, người ta gọi là phản xạ phản ứng. Còn ở thực vật thì cảm ứng ở thực vật là do thành phần đặc biệt bên trong nó thực hiện. Thì ví dụ như là hiện tượng cụp lá ở cây hoa trinh nữ, chủ yếu đó là những cái biến đổi về cái trương nước ở trong các cái tế bào gốc, nó không phải là do thần kinh điều khiển.
có sự tham gia của hệ thống thần kinh. Rồi chúng ta tìm hiểu sang phần hai nhỏ, cung phản xạ là gì? Thì tham gia cung phản xạ thì có các neuron như neuron hướng tâm, neuron ly tâm và neuron trung trung gian. Vậy thì một cung phản xạ, các em quan sát hình 6.2, các em thấy rằng một cung phản xạ thì phải gồm có các thành phần chính như là cơ quan thụ cảm, neuron hướng tâm, neuron ly tâm, neuron trung gian và cơ quan phản phản ứng. Và các em tiếp tục quan sát hình 6.2 kết hợp với thông tin có trong sách giáo khoa cho cô biết cung phản xạ là gì. Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. Đây được gọi là một cung phản phản xạ. Bây giờ các em hãy giải thích một cái ví dụ. Khi kim đâm vào tay thì tay ta có phản ứng là rụt lại. Các em quan sát hình và tìm hiểu kiến thức vừa xong để trả lời giải thích câu hỏi này. Như vậy chúng ta sẽ thấy phản ứng của tay tại sao lại rụt lại. Đó là khi mà tiếp nhận kích thích của kim đâm thì cái cơ quan thụ cảm này sẽ tiếp nhận kích thích bằng cách và phản ứng bằng cách phát ra xung thần kinh. Xung thần kinh này đi theo neuron hướng tâm tới trung ương thần kinh. Tại đây, trung ương thần kinh phân tích và phát sinh ra xung thần kinh và nhờ neuron trung gian này chuyển qua neuron ly tâm. Neuron ly tâm tiếp tục chuyển tới xung thần kinh tới cơ ở ngón tay và bắp tay. Và tại đây thì lúc này tay ta có phản ứng là co và rụt lại. Vậy các em đã giải thích được cái hiện tượng cái phản ứng phản xạ của rụt tay khi mà bị kim kim đâm tác động vào cơ quan thụ cảm. Chúng ta chốt lại kiến thức nội dung phần 2 La Mã. Về cung phản xạ, thứ nhất là phản xạ thì phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Thì ví dụ như trời lạnh thì ta nổi da gà. Thứ hai, cung phản xạ. Vậy thì cung phản xạ nó là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. Và cung phản xạ gồm có 5 yếu tố, đó là cơ quan thụ cảm, neuron hướng tâm, neuron ly tâm, neuron trung gian và cơ quan phản ứng. Các em ghi nội dung chính vào vở. Đây là trọng tâm của bài học hôm nay, các em đã hiểu. Bây giờ cô sẽ có câu hỏi kiểm tra kiến thức các em nắm bài tới đâu. Cô có hai câu, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng đúng nhất ha. Câu số 1. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần là A. Neuron hướng tâm, neuron ly tâm và neuron trung gian. B. Neuron hướng tâm, neuron ly tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. C. Neuron hướng tâm, neuron ly tâm, neuron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. D. Neuron hướng tâm, neuron ly tâm, neuron trung gian và cơ quan thụ cảm. Vậy chúng ta chọn đáp án nào. Chúc mừng bạn nào có đáp án đúng. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 2. Neuron có hai chức năng cơ bản là A. Cảm ứng và phân tích các thông tin.
B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin. C. Tiếp nhận và trả lời kích thích. D. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Các em chọn được đáp án nào rồi? Cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng, đó là D. Các em đã tìm hiểu xong kiến thức trọng tâm của bài học hôm nay. Các em đã tìm hiểu được kiến thức trọng tâm của bài học hôm nay. Cô mở rộng thêm, đó là các em biết rằng là để đảm bảo vệ các tế bào thần kinh cũng như là não bộ của mình tốt thì các em cần phải làm gì. Thứ nhất, đó là phải ngủ đủ giấc, giấc ở đây là 7 đến 8 tiếng trên một ngày đêm. Thứ hai là uống đủ lượng nước, 1 lít rưỡi đến 2 lít trên một ngày. Thứ ba là không hút thuốc lá. Thứ tư là không uống rượu bia và chất kích thích. Thứ năm là tránh căng thẳng lo âu. Làm việc gì các bạn cũng phải cảm thấy thoải mái nè, không có bị stress, không có lo âu thì cũng tốt cho hệ thần kinh của não của mình ha. Vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em lưu ý là viết bài hoàn chỉnh bài số 6 và tìm hiểu trước bài 7 giúp cô nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo.